Triệu Lệ Dĩnh phản ứng quyết liệt khi nhận được lời mời đoàn tụ năm mới của Phùng Thiều Phong. Nhiều người đặt nghi vấn phải chăng Phùng Thiều Phong đang tìm mọi cách để hàn gắn với Triệu Lệ Dĩnh hậu ly hôn. Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi, Triệu Lệ Dĩnh luôn cố gắng tránh nhắc đến Phùng Thiều Phong. Nữ diễn viên quay trở lại làng giải trí, dành thời gian cho công việc và đóng phim, chăm chỉ bay đi bay về giữa Thượng Hải và Bắc Kinh để thăm con. Không ít người tỏ ra tiếc nuối cuộc hôn nhân chóng vánh của cặp đôi. Không chỉ vậy, nhiều fan còn mong mỏi mỹ nhân họ Triệu có thể cho chồng cũ một cơ hội để tái hợp, xây dựng lại tổ ấm hạnh phúc. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao một tin đồn cực hot liên quan đến cặp minh tinh nổi tiếng. Blogger có tên Ngỗng Ăn Dưa mỗi ngày viết một bài đăng cực kỳ úp mở trên Weibo. Triệu Ly gần đây bỗng nhận được lời mời của chồng cũ, người ấy muốn cùng Triệu Ly và con trai đón Tết bên nhau. Với cách viết tắt tên ngôi sao, nhiều netizen khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Triệu Ly chính là Triệu Lệ Dĩnh, Chao Ly Jin. Vậy nhưng cũng trong chính bài viết này, blogger đã tiết lộ thái độ phũ phàng của nàng Sam Sam. Theo đó, khi nhận được lời mời, Triệu Lệ Dĩnh lấy lý do bận rộn đóng phim tại phim trường nên đã từ chối Phùng Thiều Phong. Cô ấy biết chắc chồng cũ muốn lấy cớ để đòi tái hợp. Vì lời chia sẻ này từ blogger mà các fan đang xì xào bàn tán sôi nổi. Có bình luận cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang tỏ ra có thái độ dứt khoát với tình cũ, không muốn dây dưa quá nhiều. Điều này cho thấy nữ diễn viên không muốn tái hợp với chồng cũ, cũng không muốn nhắc đến chuyện tình cảm. Giờ đây cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho công việc mà thôi. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội còn có nguồn tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh đã đồng ý tái hợp với Phùng Thiều Phong. Cả hai chuẩn bị tổ chức siêu đám cưới vào đúng ngày 1 tháng 1 năm 2022. Giữa lúc dân mạng đang không ngừng bàn tán, nguồn tin từ trang 163 đã có bài viết hé lộ một vài chi tiết xung quanh sự việc đang gây xôn xao showbiz này. Bài báo cho biết, sau khi hai người ly hôn, quyền nuôi con không được phân chia rõ ràng. Thay vào đó, hai vợ chồng cùng nhau nuôi dưỡng và chăm sóc cậu quý tử Tưởng Tượng. Đây đã trở thành cơ hội để cặp đôi gặp gỡ nhau thường xuyên sau ly hôn. Không dừng lại ở đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin Triệu Lệ Dĩnh tới nhà của chồng cũ và ở tới một tuần tại đây. Trong khoảng thời gian đó, báo chí liên tục đưa tin hai ngôi sao đã tái hợp. Cụ thể, Phùng Thiều Phong đang ra sức níu kéo Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, nam tài tử thể hiện nguyện vọng muốn đưa Triệu Lệ Dĩnh và con trai cùng đi du lịch. Anh chủ động nói chuyện tâm sự với vợ cũ nhiều hơn. Tuy nhiên, trong 163 lại cho rằng nàng Sam Sam vẫn chưa thực sự đồng ý với mong muốn tái hợp từ chồng cũ. Trong một bài phỏng vấn, mỹ nhân Sở Kiều Truyện từng chia sẻ lý do cô không đưa con trai tới Thượng Hải để sống cùng mình. Thật ra tôi cũng muốn lắm nhưng thằng bé vẫn luôn sống cùng với ông bà nội, không nhẫn tâm rời xa mà Phùng Thiều Phong cũng hy vọng có thể tôn trọng quyết định của hai vị trưởng bối. Điều này thực sự gây sốc cộng đồng mạng vì không thể ngờ chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh đã lấy danh nghĩa bố mẹ mình để ép buộc Triệu Lệ Dĩnh từ bỏ quyền nuôi con. Ngoài ra, một nguồn tin trong giới còn cho hay Phùng Thiều Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng ra ngoài hẹn hò để bồi đắp lại tình cảm nhưng rất tiếc vẫn không thể như xưa. Trước khi tuyên bố ly hôn khoảng 10 ngày, cặp đôi được bắt gặp cùng nhau đi chơi trò trốn thoát khỏi mật thất. Tài tử họ Phùng còn cầm giúp vợ bình nước. Chẳng ai có thể ngờ rằng Triệu Lệ Dĩnh vẫn cương quyết ly hôn với chồng. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia ghi hình bộ phim Giả Mang Sinh Trưởng. Đây là một trong những dự án phim Hoa ngữ chưa lên sóng được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Sau loạt ồn ào tranh cãi về việc chọn diễn viên, bộ phim đã chính thức công bố nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh và nam chính do Âu Hào đảm nhận, thay lời đồn Vương Nhất Bác trước đó. Giả Mang Sinh Trưởng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại, bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công. Đây hứa hẹn sẽ là một bước phá cho thấy tài năng biến hóa của Triệu Lệ Dĩnh sau loạt phim ngôn tình lãng mạn.